Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để tìm hiểu đơn hàng nhé. Đầu tiên, cách thứ nhất mà mình nghĩ là thực tế nhất. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Chom ơi. Và mình là Chom đây. Các bạn ơi, mình rất là vui khi mà cái video tuần trước của mình đăng ấy, thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và tuần này thì mình sẽ làm một cái video với cái chủ đề mà mình nghĩ là rất là quan trọng đối với các bạn đã và đang có ý định chuẩn bị sang Đài Loan để làm việc. Đó là cái chủ đề, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu đơn hàng bằng cách nào. Đặc biệt là các bạn cũng biết đấy, trước khi mà các bạn muốn đi một đơn hàng nào đó thì các bạn phải tìm hiểu kỹ cái đơn hàng đó, rồi chúng ta bắt đầu mới đi phỏng vấn, cũng như là nếu mà có trúng tuyển thì chúng ta mới sang các bạn nhé. Chứ nếu mà các bạn không tìm hiểu kỹ đơn hàng ấy, đi sang đây mà đi vào cái đơn hàng mà các cái công ty nó không có tăng ca ấy, thì sẽ rất là mệt các bạn nhé. Mà các bạn cũng biết đấy, chúng ta bỏ ra một số tiền rất là lớn để sang Đài Loan này, gọi là đi mua việc mà sang công ty không có việc thì rất là khổ. Chúng ta một là phải đi làm thêm ngoài, hai là đổi chủ hoặc là bỏ trốn, lúc đó thì nó lại rất là phiền phức. Do đó là chúng ta sẽ phải tìm hiểu đơn hàng thật là kỹ càng các bạn nhé. Thì muốn tìm hiểu đơn hàng bằng cách nào thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn một số cách để chúng ta có thể tìm hiểu đơn hàng. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của video nhé. Đầu tiên thì mình cũng muốn nói đến cái lý do để làm cái video này. Đó là tuần trước sau khi mà mình đăng cái video lên thì cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn. Và có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình, đó là anh ơi, hiện tại em muốn đi đơn hàng này, không biết là có việc hay không. Bạn ơi, không biết là mình đi đơn này có liệu có tăng ca hay không. Thì mình cũng xin trả lời các bạn, đó là hiện tại thì các công ty ở bên này thì mình thấy là cũng khá là ít việc. Tuy nhiên thì mình không thể nói được đơn hàng nào có tăng ca hay không, đơn hàng nào có việc hay không. Bởi vì bản chất mà nói, lúc trước có những công ty thời gian trước rất là nhiều việc, nhưng mà thời điểm hiện tại thì lại không có việc. Cho nên là mình không thể biết được các bạn nhé. Cũng như là các bạn hỏi mình là anh ơi, em muốn đi công ty ở khu vực này, Đài Nam hay là Đài Bắc hay là Đài Cao Hùng chẳng hạn, thì những cái đơn hàng này có tăng ca hay không, thì mình cũng xin trả lời là mình không thể biết được các bạn nhé. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để chúng ta có thể tìm hiểu được đơn hàng. Những cái cách để tìm hiểu đơn hàng này thì thực sự là ở những video trước của mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì có thể một số bạn mới xem video của mình lần đầu, các bạn không biết. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể một số cách để chúng ta có thể tìm hiểu đơn hàng trước khi mà chúng ta sang Đài Loan này làm việc các bạn nhé. Bởi vì cái việc này cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn không tìm hiểu kỹ đơn hàng mà các bạn đi sang đây, đi vào cái công ty không có tăng ca ấy, thì rất là mệt. Bởi vì các bạn cũng biết đấy, mình bỏ ra một số tiền rất là lớn, cả hơn 100 triệu để đi sang bên này mua việc làm, mà trong khi đó lại sang công ty lại không có việc. Bởi vì làm bên này nếu mà công ty mà không có tăng ca, không có việc ấy, thì các bạn thật sự lĩnh lương trừ hết đi rồi, khi còn không cả bằng Việt Nam cơ. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách để tìm hiểu đơn hàng nhé. Đầu tiên, cách thứ nhất mà mình nghĩ là thực tế nhất, đó là các bạn hãy nhờ người nhà hoặc là bạn bè đang làm việc ở bên Đài Loan này đi đến cái khu vực mà các công ty mà các bạn chuẩn bị sang ấy, đi đến tận nơi gặp gỡ người Việt Nam làm việc ở đấy và hỏi người ta xem là tình hình hiện tại công ty có tăng ca hay không, cũng như là chỗ ăn ở như thế nào. Đó là cái mình nghĩ là cái việc thực tế nhất. Đó cũng chính là cái lý do mà ở video tuần trước mình có nói là khi mà các bạn chọn khu vực để đi sang làm việc ấy, thì các bạn nên chọn khu vực gần với người nhà hoặc bạn bè của các bạn đang làm việc ở bên Đài Loan này. Như thế thì khi mà chúng ta muốn tìm hiểu đơn hàng thì chúng ta nhờ bạn bè hoặc người nhà đi tìm hiểu nó cũng dễ. Chứ nếu mà các bạn có người nhà làm việc ở Đài Bắc nhưng mà các bạn lại đi đơn ở tận Đài Trung hay là Cao Hùng thì các bạn có muốn nhờ người nhà tìm hiểu cũng rất là khó các bạn nhé. Bởi vì khoảng cách nó rất là xa xôi. Đó chính là cái lý do mà mình muốn nói đến là các bạn nên chọn khu vực gần với người nhà hoặc là bạn bè của các bạn đang làm việc. Ok, đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai đó là nếu mà các bạn không có người nhà hoặc bạn bè thì các bạn hoàn toàn có thể đi lên Facebook vào các cái fanpage chẳng hạn như là Hội Người Việt Nam ở Đài Loan hay là Hội Đồng Hương. Ví dụ như các bạn hiện tại quê ở Nghệ An chẳng hạn, thì các bạn có thể vào Hội Đồng Hương Nghệ An tại Đài Loan, hoặc là Hội Đồng Hương Bắc Giang tại Đài Loan, hay là Hội Đồng Hương Hải Dương tại Đài Loan. Có rất nhiều Hội Đồng Hương ở bên này các bạn nhé. Ở trên fanpage của Facebook rất là nhiều hội, ví chẳng hạn như hội việc làm thêm ở ga Đài Bắc, hay là hội việc làm thêm ở ga Thảo Nhuyễn, hay là hội việc làm thêm ở ga Đài Trung, cũng có rất là nhiều những cái hội như vậy.
thì các bạn hoàn toàn có thể đi tham gia vào các cái hội đó, bởi vì đằng nào thì chúng ta cũng sang Đài Loan này làm việc đúng không, thì chúng ta hãy tham gia vào cái nhóm những cái hội đó, rồi chúng ta sẽ lên đó đăng bài là các anh chị ơi, hiện tại thì em đang muốn sang cái công ty này, địa chỉ như thế này, tên công ty như thế này, không biết là các anh chị có ai làm ở công ty này không, cho em một chút thông tin đó. Các bạn hãy vào những cái hội nhóm như thế để chúng ta tham gia, cũng như chúng ta đăng bài hỏi các bạn nhé. Như thế thì cũng có khả năng các bạn sẽ gặp được những cái bạn đang làm việc ở những cái công ty đấy, thì các bạn ấy sẽ trả lời các bạn. Đó là cái cách thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Cách thứ ba đó là các bạn hãy gặp cái môi giới ở bên Việt Nam, môi giới mà các bạn đi đơn hàng ấy, các bạn gặp môi giới đấy và môi giới cho em xin Facebook của các bạn lao động đang làm việc tại cái công ty đấy ở bên Đài Loan này. Các bạn xin Facebook được thì các bạn hãy kết bạn và nhắn tin hỏi người ta xem là hiện tại tình hình công việc như thế nào. Đó là cái cách thứ ba mà mình nghĩ là cái cách này nó cũng khá là thiết thực. Tuy nhiên thì cách này cũng khá là khó, bởi vì nhiều khi là môi giới người ta có thể là có Facebook, hoặc là người ta không có, cũng như là hoặc là người ta có nhưng người ta không muốn cho. Đó là cái cách mà mình nghĩ cũng khá là thiết thực. Ok, thì đấy là ba cách mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn, để các bạn làm thế nào để tìm hiểu đơn hàng trước khi mà các bạn sang Đài Loan này làm việc. Chứ nói thật với các bạn là có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là những cái đơn hàng này đơn hàng kia có việc hay không, có tăng ca hay không, thì bản thân mình thì thực sự mình chỉ biết ở công ty của mình thôi, chứ còn những ngoài ra những công ty khác thì mình không thể tìm hiểu được các bạn nhé, bởi vì hiện tại công ty mình cũng khá là nhiều việc, thời gian cũng cũng rất là ít. Thường thường thì bọn mình chỉ được nghỉ ngày cuối tuần, ngày chủ nhật này thôi, nhưng mà chủ nhật thì bọn mình vẫn có làm hàng khoán, cho nên là mình có muốn giúp các bạn muốn đi tìm hiểu những cái đơn hàng, kể cả những cái đơn hàng ở quanh đây thôi, cũng muốn đi tìm hiểu cũng rất là khó bởi vì không có thời gian, cho nên là mình mong bạn thông cảm nhé. Trên đây thì mình chỉ hướng dẫn sơ qua một số cách như vậy, mình rất mong là các bạn sẽ tìm hiểu thật kỹ đơn hàng trước khi sang Đài Loan này làm việc, bởi vì cái tình hình hiện tại ấy, ở bên Đài Loan này mình thấy mình có hỏi rất nhiều bạn bè của mình ấy, là các công ty của các bạn ấy hiện tại có tăng ca hay không, thì mình thấy đại đa phần là ít việc đó, mình muốn nói là đại đa phần là ít việc nhé. Còn có nhiều bạn cũng hỏi là thời điểm hiện tại thì có lên đi Đài Loan hay không ấy, thì mình cũng xin trả lời các bạn như thế này, lên hay không lên thì còn tùy thuộc vào các bạn. Nếu hiện tại mà các bạn rất là muốn đi rồi thì các bạn có thể đi, còn nếu mà có thể hoãn được ấy, thì mình nghĩ là hãy hoãn lại một thời gian nữa hãng đi, tại vì cái theo thông tin mình cũng nắm được ấy, thì Đài Loan mới mở cửa cái tháng 11 năm ngoái, cho nên là đến thời điểm hiện tại thì mới được mấy tháng, thì các công ty bây giờ nó cũng vẫn còn đang phải đi tìm kiếm các đơn hàng, cho nên là thường thường là những công ty nó sẽ ít việc, phải mất một vài tháng nữa thì các công ty nó mới có nhiều việc trở lại được. Đấy là theo cái quan điểm của mình thôi. Còn công ty của mình hiện tại thì sau cái thời gian mà mất việc khoảng 2 tháng thì bây giờ đã nhiều việc trở lại rồi các bạn ạ. Và cũng có một số công ty bạn bè của mình sau một thời gian ít việc hiện tại cũng đã nhiều việc rồi. Bởi vì các bạn cũng biết đấy, ít việc hay là nhiều việc ấy, thì do cái thời điểm vừa rồi là dịch bệnh cũng như là ảnh hưởng của cái cuộc chiến tranh Nga với cả Ukraine ấy, cho nên là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn cái việc mà hiện tại có nên đi xuất khẩu Đài Loan hay không ấy, thì các bạn cũng nên cân nhắc và xem cái hoàn cảnh hiện tại của các bạn như thế nào. Còn nếu mà các bạn có muốn đi xuất khẩu lao động Đài Loan ấy, thì hãy tìm hiểu thật kỹ thông qua ba cái cách mà mình vừa rồi mới có hướng dẫn các bạn nhé. Ok, ngày hôm nay thì do là cái tình hình chưa nhờ được người cầm giúp máy quay để đi quay các cái video phỏng vấn khác ấy, cho nên là mình cũng làm nhanh một cái video để chia sẻ này, cũng mong muốn là tạo ra một cái giá trị nào đó gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và mình cũng xin chúc các bạn chuẩn bị sang Đài Loan làm việc ấy, chúc các bạn thật là nhiều may mắn, cũng như là sẽ tìm kiếm được những công ty thật là tốt các bạn nhé. Ok, nếu mà các bạn xem video này thấy hữu ích thì hãy chia sẻ giúp mình, và đừng quên cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ khích lệ tinh thần cho mình các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.